bế ran châu tàu của mình ra cái đốt bị xù vẫy. Bây giờ mình cũng chưa trị xù vẫy cho lắm, trước mình đã trị tuyết tre nó đỡ nó lại bị lại. Hôm nay mình mới thấy được một cái thuốc mới ở trên Sope, coi như mình làm kịch bản cho các bạn. Các bạn cùng đón chờ xem thử là cái thuốc mới này nó có hiệu quả, nó có chữ dứt điểm được cái xù vẫy này không nha các bạn. Cái đây mình đã đánh thuốc rồi nha, chúng ta cùng theo dõi liệu trình. Nếu như mà ổn thì mình sẽ chia sẻ loại thuốc cho các bạn, còn nếu không ổn thì coi như chúng ta đóng tiền học phí. Con này Bacardot trước mình mua hơn 3 củ. Thôi, coi như mình làm chuột bạch nha. Mọi người cùng đón chờ ở ngày tiếp theo. Hôm nay là ngày đầu tiên. Hy vọng em nó sẽ bình an. Ngày thứ hai đây anh em. Ly cốt yên lâu với 100 lít nước trong thời gian trị bệnh, một liệu trình từ 3 đến 5 ngày trước mỗi lần châm thuốc, thay 1/3 nước trong hồ cá, tăng nhiệt độ lên 28 đến 30 độ để có hiệu quả cao hơn.